đầu tháng. Em Hằng xin chúc đại gia đình sức khỏe, bình an bên gia đình bé nhỏ của mình nhé. Hôm nay thì đặc biệt em Hằng có một chút rất là hot và muốn thông báo cho anh em. Trước mắt thì hôm nay là có một ít hàng CD này, MD này, rất là hot cho anh em. D2 này, không cần đĩa 1. Giá cả thì anh em liên hệ cho em Hằng theo cái logo của em Hằng, âm thanh Khánh Hằng, và địa chỉ của em ở tại 19 ngõ Trần Cao Vân, Thị Yên, Hà Nội. Anh em có thể sau clip này anh em liên hệ ngay với em Hằng. Còn rất là hàng hot, anh em cố gắng theo dõi hết cái clip của em Hằng nhé. Thì đặc biệt hôm nay là có ít đầu mới về này, rất là hot cho anh em. Và ít quai, quai này là quai rất là anh em cũng là đặt lâu lắm rồi. Đó, cái này là quai thì quai này là quai Yamaha là 1100. Cái tầm giải số của nó rất là hay và nó có nhiều chức năng. Anh em sẽ là test riêng. Và hôm nay thì đặc biệt là có những cái con này là con Victor 66 này. Nó có dàn đèn mỗi bên là 10 cần. Và đặc biệt là có cái dàn nước rất là hay cho anh em sử dụng. Tất cả những cái này thì anh em chắc là đã lấy bên em Hằng thì cũng đã biết. Đặc biệt thì hôm nay là em có một thùng hàng mới về và để chuẩn bị trả hàng cho anh em. Những cái này là anh em đã biết. Vừa rồi thì em Hằng cũng đã thông báo với anh em là em cũng lỡ ở trong sổ rất là nhiều. Rất là nhiều luôn. Anh em nào đã chuyển khoản thì ngày mai em Hằng sẽ check lại và sẽ thông báo cho anh em. Đợt này thì rất là hot ở chỗ là em Hằng làm những cái này và đặt bên hãng của nó thì làm thêm được những cái rắc này cho anh em. Rắc này thì có thể anh em vặn ra rất là dễ để cắm vào. Đặc biệt là những cái này đợt này là rất là hot. Anh em nào mà lấy những cái dòng này của em thì đã biết rồi. Đó, thì giá thì những cái con này thì anh em đã biết. Loại nhỏ thì em Hằng là giao là 1.650.000. Đó, thì anh em có thể liên hệ theo em Hằng số điện thoại 0912572434. Em ở 19 ngõ Trần Cao Vân, Thị Yên, Hà Nội, phố Huế. Thì anh em có thể là những cái này là loại to nhá. Đây, cái này là loại to này. Đó, cái này là test chung, test loại to. Anh em có thể bày như thế này. Đấy, em Hằng về được một thùng thôi. Còn một thùng, 2-3 thùng nữa thì về sau. Cái này là đặt trên anh em nào mà có những cái bộ dàn, những bộ lép như của em Hằng thì là đặt lên đây. Rất là nó trông rất là oai phong và nó rất là dễ nghe. Những cái này là anh em có thể vặn rất là dễ ạ. Đó, thế cho nên là anh em có thể là cái test to thì em Hằng đã thông báo giá cho anh em là 2.150.000. Nhưng đợt này là theo nhu cầu của anh em thì cái tắc này và em Hằng đặt bên hãng thì nó thêm là 70.000. Anh em nào đã chuyển khoản thì em sẽ trả hàng riêng cho anh em và sẽ khuyến mại cái đó. Còn đây anh em nào mà chưa chuyển khoản thì sẽ liên hệ cho em Hằng. Đó, thì là thêm 70.000 cái tắc đó. Còn anh em có thể nghe test bên này cho em Hằng nhé. Đấy, nghe từng cái test một ạ, nó từng tắc từng bên. Đây là loại nhỏ ạ, cái này là loại nhỏ anh em nhé. Đó, anh em có thể là cái test này rất là nghe tí tắc. Và nếu mà một như thế này, anh em là cái loại bé đi ạ. Đó, anh em mà thêm được cái rắc, đây là rắc test, mỗi 1 mét rắc test phải là 100.000. Đấy, và hai cái dây loa hai bên 2 mét thì có thể là mỗi anh em và một cái này là 100 là mét test. Hai bên cái test là 200, 2 mét. Đó là test, cái này là dây mạ bạc của Mỹ. Anh em nhé, đây là dây mạ bạc thôi nhá. Đó, thế cho nên là anh em muốn lấy vào cái test để cho nó hoàn hảo thì anh em là liên hệ cho em Hằng. Đó, theo số điện thoại đây ạ. Cái logo của em Hằng đây nhá. Đó, thế thì anh em có thể liên hệ cho em Hằng số điện thoại 0912572434. Em ở 19 ngõ Trần Cao Vân, Thị Yên, Hà Nội, phố Huế. Anh em có thể là liên hệ cho em Hằng ngay sau những clip này. Rất là nhiều đồ mới về hot cho anh em nữa. Và rất là nhiều hàng rất là phong phú. Còn cái này thì ngày mai em sẽ là liên hệ tất cả anh em nào chuyển khoản rồi thì em Hằng sẽ là trả cho anh em. Còn anh em nào mà thông báo mà thì ngày mai em sẽ báo lại cho anh em ạ.
Em Hằng thông báo lại cho anh em một lần nữa để cho anh em biết nhé. Cái này là tép to này. Cái tép này là tép to. Đó thì bên em Hằng là vừa rồi giao là 2.150.000, là vẫn hoàn hảo giá đó. Nhưng đợt này là theo nhu cầu của anh em thì em Hằng có đặt bên hãng của làm cái rắc này là rắc vặn và rất là dễ cho anh em dùng. Thì có thể là mình đấu song song với cả loa hoặc là đấu mấy âm ly. Đấy là tùy mình, có hai cách đấu. Thế còn cái này thì là thêm 70.000. Còn nếu mà thêm rắc mạ bạc của Mỹ giống như là em vừa mới test đây ạ, thì là cái rắc bé. Cái này là test bé nhá. Test bé này có giá là 1.650.000, 50k. Và cái rắc đằng sau em cũng làm rồi. Nhưng mà anh em nào mà đặc biệt mà dùng thêm cái rắc dây mạ bạc, đấy là mạ bạc của Mỹ, đấy chỉ mạ bạc thôi nhé, là 100.000 một mét kép. Thì hai cái này là 2 mét là 200.000. Anh em có thể liên hệ cho em Hằng. Cái này thì chắc chưa đủ giả được cho anh em hết được số lượng, còn đang về tiếp thì anh em có thể liên hệ cho em Hằng. Và rất là nhiều đồ, cho nên là chúc cả nhà sau cái clip này cứ xem hết clip của em Hằng thì liên hệ cho em Hằng theo số điện thoại 0912 57 2434. Em ở 19 ngõ Trần Câu Vân, Thị Yên, Hà Nội nhé. Anh em có thể liên hệ cho em Hằng sau những cái clip của em Hằng vừa đăng. Đấy, thì các anh em sẽ được những cái món hàng lưu ý của mình. Hàng này thì rất là đẹp. Mà ngoài ra hôm qua em cũng đăng những cái đầu nờ lông này. Nờ lông về là 1.000 này, 1.006 IN, rất là đẹp cho anh em. Bà đã test ngon lành rồi. Thế vậy anh em không, những cái đầu này thì không cần đĩa mồi. Và kể cả những cái đầu CDMD bên này cũng thế á, Sony D2, D3 cho anh em dùng rất là hoàn hảo. Đã test rất là kỹ á. Anh em có thể là liên hệ cho em Hằng sau những cái điện thoại clip này của em Hằng nhá. Thôi chắc là em muộn quá rồi. Hôm nay là mùng 1 đầu tháng thì thôi thì chúc hoan hỉ cho anh em buổi tối vui vẻ, bình an bên gia đình bé nhỏ của mình. Xin chào thân ái cả nhà.